hay tầm nửa năm chắc biết nhau ngay. Đấy 6 tháng đây. Sắp ra khỏi khu dân cư. Giờ kéo ra một quy luật đây. Có quay lùi. Alo. Về nhà Hiếu. Sao mất bích nhỉ? Đấy, rồi em mất xe rồi. Alo. Anh đang về nhà Hiếu. Đâu nhỉ? Quá mẹ rồi sao ấy? Cái chỗ rẽ mà. Quá rồi sao ấy? Chưa đến. Đây chỗ rẽ này. Rẽ đâu cần nói thì bảo. Quá rồi đúng không? Không, đi anh cứ rẽ đi. Họ làm. Anh cứ rẽ đi. Quá rồi. Vẫn về được, vẫn vào được. Em sẽ cho vào. Ôi vào ngoài. Không, vào trong núi kia. Ơi. Cái gì? Đây quay nè. Anh vừa đi quá đoạn rẽ. Quay phải. Đấy, núi quay đây. Đấy, núi quay đây. Đây là rẽ trái, bố à. Rẽ phải. Ồ, nó biển báo ấy. Biển báo đấy là rẽ trái. Biển báo rẽ phải. Ồ. Đây này. Bên phía này là rẽ phải đúng không? Ồ, sao đây, đây. Bên kia rẽ phải. Đây. Bên kia rẽ phải về vào rồi. Nhà em đây, em không biết là núi nào vào nhà em.